cố ập phong hồn. Dạ, em chào hai bố con ạ. Em xin lỗi. Dạ, em chào anh, em chào chị ạ. Ừ, anh chào em. Dạ, anh em có thể giúp gì anh chị ạ? Em cháu này, hôm nay ấy, là bãi xe là vừa thưởng Tết, kinh tế không phải nghĩ. Này em. Dạ. Em lấy cho anh con xe nào mà xịn nhất, sang nhất và đắt nhất ở đây cho anh. Anh muốn tặng cho cô bé này, coi như là một món quà Tết. Ui, anh ga lắm quá anh ạ. Thế thì mời anh chị đi cho em. Đi. Dạ, em xin giới thiệu với anh chị mẫu xe này mới về bên em. Đẹp nhất ở nơi đây luôn. Ủa em ơi, chị thích lắm em ạ. Ui dồi, đây em mời chị xem đi. Chị sang trọng như nãy mà ngồi xe này thì em nói thật với chị nhức nách luôn. Em ra. Dạ. Chốt cho anh con xe này luôn. Cái này bao tiền em cứ nói. Ui, được anh. Dạ, con này của bên em vừa về giá tròn 5 tỷ anh ạ. 5 tỷ à? Dạ. Ra đây anh bảo. Sao? 5 tỷ rồi. Vâng, con này bên em vừa về. Có con nào thấp hơn tí nữa. Nhưng mà quan trọng là kinh tế anh được bao nhiêu. Ui trời ơi, anh nghe anh đến đúng chỗ luôn rồi. Tầm 4 tỷ thì 4 triệu. Rồi ạ, bảo đi mua xe. Sao bây giờ lấy ra mỗi cái lông này? Mua mỗi cái lông này, mất hết tiền thưởng Tết rồi này. Đi về. Đến không phải nghĩ. Lúc cho anh mua xe này luôn. 4 triệu.